Xin chào mọi người, mình là Chuy Gia đây. Thì cách đây vài ngày trước, Roblox VNG có mở bản trải nghiệm sớm cho người chơi và tôi đã tải về trải nghiệm thử. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc đó chính là tài khoản quốc tế của bạn đã bị cấm. Hãy cùng tôi tìm hiểu nha mọi người. Hy vọng anh em có thể giúp tôi đạt được 284.000 sub. Thật sự cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Nhớ đăng ký kênh nha anh em ơi. Đăng ký. Rồi thì những cái lịch trình của Roblox VNG thì họ sẽ mở bản trải nghiệm sớm vào cuối tháng 6 và bản chính thức sẽ là vào tháng 7 nha mọi người. Đã vào cách đây 2 ngày 3 ngày trước gì đó thì tôi có tải về để chơi thử. Thì nó có cái logo như thế này nè mọi người. Đó, nó nhỏ hơn Roblox của quốc tế và nó có chữ VNG ở phía dưới. Hiện tại thì cái bản trải nghiệm này chỉ xuất hiện trên CH Play thôi mọi người. Còn cái ứng dụng App Store của iPhone, iOS nè mọi người, hay là PC thì vẫn chưa trải nghiệm được nha. Và sau khi mà trải nghiệm xong thì thật sự là chắc các bạn cũng đã biết rồi. Nó không hề vui chút nào mọi người ơi. Nó bắt chúng ta ngoài, nói chung là lúc cái đăng nhập á, nó rất là bình thường giống như Roblox quốc tế thôi. Nhưng mà nó có thêm một bước nữa. Đó chính là các bạn phải nhập căn cước công dân, ngày cấp và nơi cấp luôn. Khi mà chơi Roblox mà các bạn thấy nó rất là phức tạp, mọi người, nó không đơn giản như lúc trước nữa. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là đâu phải ai cũng có chứng minh nhân dân đâu, đúng không? Đấy, cho nên có nhiều bạn đâu chơi được mọi người. Nhưng đây mới là điều quan trọng đó các bạn. Sau khi mà các bạn tải ứng dụng Roblox VNG và các bạn đăng nhập vào rồi thì các bạn quay trở lại bản quốc tế, nó sẽ hiện lên cái dòng thông báo này mọi người. Phiên bản ứng dụng này không còn khả dụng quốc vực của bạn nữa. Coi như là bạn không nào chơi được luôn. Và hiện tại có rất nhiều bạn đã gặp luôn, và trong đó có tôi luôn em. Bởi vì tôi đã tải về rồi. Đó, và các bạn kia tải về rồi các bạn cũng gặp vấn đề luôn. Thì giờ thật sự là phải nói là không biết làm sao để quay về mọi người, chỉ cách là các bạn phải chuyển đổi vùng các bạn mới chơi bản quốc tế được thôi. Vậy là coi như hết cứu anh em. Khi mà chúng ta được đặc quyền chúng ta trải nghiệm bản VNG, đó chính là các bạn sẽ không được chơi bản quốc tế nữa. Cái đặc quyền này thấy rất là tuyệt vời anh em. Chịu đi đó chứ. Tuy nhiên nó có một điểm đặc biệt cho mọi người, đó chính là lúc đầu là tôi tưởng các bạn đăng nhập bằng cái tài khoản quốc tế vào tài khoản VNG thì cái tài khoản đó các bạn sẽ không đăng nhập vào quốc tế được nữa. Tôi tưởng là vậy, nhưng mà không. Nó có nghĩa là các bạn tải cái bản VNG về rồi, các bạn đăng nhập một tài khoản bất kỳ là các bạn sẽ không thể nào truy cập bằng điện thoại bằng cái tài khoản quốc tế, bằng cái điện thoại đó mọi người. Nhưng mà các bạn vẫn đăng nhập bằng PC được nha. Có nghĩa là lần trước tôi đăng nhập bằng cái tài khoản VNG á, tôi tạo một tài khoản mới rồi xong tôi thử vào bằng PC, tôi đăng nhập cái tài khoản đó trên PC của bạn quốc tế luôn thì nó vẫn vào được. Bây giờ tôi sẽ thử cho bạn dễ hiểu nha. Thì là đây là tài khoản Bencool Gamer 123 là tôi tạo tài khoản mới bằng cái Roblox VNG trên điện thoại, và bây giờ tôi sẽ đăng nhập trên máy tính để tôi đăng nhập cho các bạn xem. Đây anh em. Đợi xíu. Đó, nó vẫn vào được. Vậy là có nghĩa là các bạn sử dụng điện thoại thì nó máy tính, nó hay nó không liên quan nhau. Cho nên là bây giờ bạn nào bị cấm trên điện thoại thì anh em có thể vào máy tính anh em chơi nha, nó bình thường á. Thì chỉ còn cách này thôi. Rồi sau này ví dụ mà chơi bản chính thức á thì không biết trên PC có bị cấm hay không luôn. Nhưng mà hy vọng là không anh em, chứ nếu mà bị cấm kể cả điện thoại và PC luôn thì phải nói là hết cứu thiệt rồi. Còn về cái tài khoản mà tạo bằng Roblox VNG thì nó cũng giống như tài khoản quốc tế thôi anh em, các bạn vẫn chơi được game Roblox hay là gì như nước ngoài bình thường luôn. Với các bạn nước ngoài cũng được. Chỉ có cái khác là nó phần đăng nhập thì các bạn phải tốn thêm cái bước là xác minh chứng minh nhân dân. Thì cái đó là không phải ai cũng có. Với lại thêm cái điều này các bạn, khi các bạn đăng nhập bằng tài khoản VNG thì cái phần account local của các bạn sẽ nó ở vị trí là Việt Nam, chứ không có ở quốc tế, dụ nước Mỹ hay nước khác các bạn chuyển được nha. Cho nên là cái này ở Việt Nam nó dính gì luôn các bạn, nó bị khóa luôn nè. Còn đây là trải nghiệm của một số bạn sau khi mà may mắn trong một kép được trải nghiệm bản Roblox VNG sớm anh em, giống như tôi nè. Ví dụ phải bắt chơi bản quốc tế rồi có mấy bạn nói là thà chơi bản quốc tế còn hơn anh em, rồi các bạn nói thì cũng thấy vậy. Nói chung thì mỗi người một quan điểm. Đây các bạn nghĩ sao, bạn có thể comment bên dưới nha. Còn tôi thì giờ bị trên điện thoại bị khóa rồi, giờ tôi chỉ trên PC thôi anh em. Rồi cảm ơn bạn đã xem video và chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.